những ngày này khi có rất nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nhiều trường học đã trở thành nơi tránh trú mưa lũ. Nhiều giáo viên sau khi hết giờ dạy đã xung phong ở lại trường để cùng đồng nghiệp nấu cơm dành cho bà con đến trường sơ tán tránh mưa lũ. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên quận Ba Đình. Bàn học giờ trở thành bàn ăn, mặt sàn lớp học lại trở thành nơi nghỉ ngơi. Phòng học nay lại đầy đủ mọi lứa tuổi, nhưng họ không phải đến để học mà để tránh trú. Đây là địa điểm mà chính quyền quận Ba Đình đã bố trí để người dân tạm trú để đảm bảo an toàn. Từ cái ăn cái ngủ không phải để bà con thiếu thốn cái gì cả. Phát từ cái khăn mặt rửa mặt, còn chăn gối đầy đủ hết. Cái này là mạn nguyện mà yên tâm lắm rồi. Đây là đêm thứ ba bà Nụ ở đây tránh lũ. Dù nước đã rút dần nhưng bà vẫn chưa thể về nhà. Không chỉ bà Nụ mà hơn 1.000 người dân tại khu vực phường Phúc Xá đã được di rời khỏi khu vực nguy hiểm do bão lũ, vẫn luôn mong ngóng đợi chờ ngày được trở về. Ở nhà đêm nay thì nói chung là không ngủ hẳn, thế nhưng mà cũng mất ngủ vì nước nó lên to, nó cứ chập chờn ấy. Thế cho nên là lên đây là quá yên tâm rồi, yên tâm về giấc ngủ, yên tâm cả về cơ sở vật chất. Để đảm bảo người dân đến tránh lũ có nơi ở tốt nhất, Ủy ban nhân dân phường Trúc Bạch, quận Ba Đình đã tổ chức dọn dẹp, chuẩn bị về cơ sở vật chất, đảm bảo sạch sẽ, đầy đủ nhu yếu phẩm để tiếp đón, hỗ trợ cho hơn 400 người dân trở về đây. Để phòng lũ tiếp tục dâng cao, số người cần di rời hỗ trợ tăng lên, chính quyền phường Trúc Bạch vẫn đang rà soát những nhà sinh hoạt cộng đồng, các cơ sở lưu trú để sẵn sàng tiếp đón thêm người dân đến tránh lũ nếu cần. Ngoài chỗ ngủ, thức ăn, thuốc men và lực lượng y tế túc trực 24/24 giờ. Tại đây, thường xuyên có mặt của các lực lượng chức năng phục vụ người dân. Việc mà chăm lo thì nó cũng là cái trách nhiệm của chúng tôi, kể cả là bà con mà không phải thuộc phường. Nhưng khi cần thiết là chúng tôi cũng đều rất là có cái trách nhiệm với cái tinh thần vui mừng phấn khởi. Có một số các cái đơn vị lưu trú trên địa bàn phường thì cũng rất là quan tâm và cùng đồng hành với phường. Khi mà chúng tôi kêu gọi một cái là họ đã lập tức là chuẩn bị chăn, gối, để hỗ trợ sang bên này để phát cho bà con. Những bữa ăn đầy đủ, sự sẻ chia giúp đỡ đã làm ấm lòng người dân giữa cơn cuồng phong cơn bão, giúp họ phần nào vơi đi những nỗi lo, hơn nữa còn sáng lên những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, một tinh thần đoàn kết, thương người như thể thương thân, sẵn sàng hỗ trợ nhau cùng vượt qua khó khăn hoạn nạn. Không chỉ có